bí ẩn 13 cái chết trong đêm với biểu tượng quỷ dữ, con đường xa ngã và cái kết của sát thủ, quá khứ bất hảo. Ricardo Ramirez sinh ngày 29, tháng 2 năm 1960 tại El Paso, bang Texas, mang trong mình hai dòng máu của người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Gia đình Ramirez thuộc diện nghèo và có tất cả 7 người con, trong đó Ramirez là con út. Tuy khó khăn nhưng mẹ của Ramirez vẫn cố gắng nuôi dạy các con tử tế. Đáp lại điều này, những của bà đều ngoan ngoãn, trừ đứa con út. Ramives thường lang thang trên đường phố và giao du với các băng cướp giật. Bước ngoặt trong cuộc đời của Ramives có thể là, vào cái đêm hắn chứng kiến anh họ Mike giết vợ. Mike từng là lính mũ nồi xanh, song chiến tranh đã biến đổi anh ta. Sau khi hồi hương, Mike hoanh hoang về việc tra tấn và cắt xẻo kẻ thù. Hắn và cậu em họ 13 tuổi vi chát lượn lờ cả ngày, say xưa, khiến vợ Mike bắt đầu phàn nàn về việc, anh ta cần sốc lại cuộc đời mình và kiếm việc làm. Mike mua một khẩu súng và bắn thẳng vào mặt vợ. Chính sau sự kiện này, Ramirez bắt đầu bỏ học và hút cần sa nhiều nhất có thể mỗi ngày. Hắn bắt đầu quá trình đột nhập nhà người khác ăn cắp đồ đạc lặt vặt. Rất nhiều lần hắn bị cảnh sát bắt và bị gửi tới các trường giáo dưỡng. Lớn hơn một chút, Ramirez có ba sở thích là võ thuật, marijuana, một loại ma túy và thể loại nhạc hát vốc nhạc vốc cực mạnh, cuồng dại. Chính điều này đã khiến Ramives khám phá ra niềm đam mê lớn nhất của đời mình là thực hiện nghi lễ của các tà giáo. Trong đó, Ramives thích nhất giáo phái tôn sùng quỷ Satan với những câu chuyện về các nghi lễ tế bí hiểm và những con quỷ dữ. Sau các giờ học, hắn thường tới các thư viện và đọc sách về Satan đến năm 20 tuổi. Ramives rời khỏi gia đình và bắt đầu con đường của riêng mình. Công lý thực thi. Ngày 25 tháng 8 năm 1985. Ramives bước xuống từ chiếc xe buýt đi từ Phoenix, bang Arizona, tới Los Angeles. Hắn vẫn chưa biết hình ảnh, và tên tuổi của mình đã được đưa lên tất cả các phương tiện truyền thông trên toàn nước Mỹ. Ramives vắt chuyến xe tiếp theo đi tới phía đông thành phố, nơi có nhiều người Tây Ban Nha sinh sống. Tới nơi, vừa bước vào một quán ăn trên đại lộ tao và gọi một ly rượu, thì thấy ngay ảnh mình trên đầu trang nhất của tờ báo. Cùng lúc, nhiều con mắt đổ dồn vào hắn ramives vội vã ra khỏi quán nhưng đã quá muộn những người dân có mặt tại đó đồng loạt lao theo hắn và hét lên bắt lấy tên giết người ramives chạy thục mạng trên hè phố của khu vực mà hắn biết rõ như lòng bàn tay nhưng lần này hắn đã không gặp may vì đó là buổi sáng của ngày nghỉ cuối tuần mọi người dậy từ sớm và đổ ra đường người dắt chó đi dạo người ra chợ mua sắm ai cũng nhìn thấy hắn đang bị truy đuổi khi chạy tới phố harbard ramives bị một nhóm bốn thanh niên lao ra truy cản có người còn nắm trong tay một cây roi sắt và chỉ trong 20 giây, họ quật nga hắn, khi nhóm cảnh sát đầu tiên tới hiện trường, gạt được rừng người đang tức giận, thì người hắn đã đầy máu. Cả nước Mỹ hy vọng vụ án sát nhân của bóng đêm, sẽ sớm được đưa ra xét xử và con quỷ khát máu phải đền tội. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, những thủ tục pháp lý dườm già, và phức tạp của ngành tư pháp đã trì hoãn việc xử án tới gần 3 năm. Trước phiên tòa, Rami lúc công nhận, lúc phủ nhận tội ác, Hắn còn công khai đe dọa các quan tòa, thậm chí hắn còn vẽ ngôi sao năm cánh biểu tượng của quỷ Satan lên lòng bàn tay và khoe nó với công chúng. Tính đến năm 1985, Richard Ramirez đã gây ra 13 vụ án mạng và hàng chục vụ tấn công khác. Ramirez bị kết án tử hình cho những tội ác của mình, song hắn đã chết trong tù vì bệnh tật khi chưa đến ngày hành quyết. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.